Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Điện Máy Cao Hiếu. Hôm nay thì buổi tối mình rảnh rỗi thì mình cũng giải đáp một số thắc mắc của anh em hôm trước ấy. Mà bên mình có sale, có chương trình sale cho anh em mã máy mài Makita mà hơn 900.000 ấy. Thì có bạn vào bình luận bảo là nếu mà ở cái mức giá đấy thì chỉ có máy tàu, máy nhái thôi, không phải là máy công ty. Đấy, thì bạn ấy bảo như thế thì hôm nay mình đây mình sẽ quay trực tiếp cái sản phẩm để cho bạn ấy xem và mọi người cùng xem. Đấy, thì bên mình thì bán hàng chính hãng là mình bảo chính hãng, mà hàng rẻ là mình bảo hàng rẻ, chứ không phải là giá một đằng mà sản phẩm một nẻo. Đây, mình quay chi tiết này. Nếu cái bản mà hôm trước bảo là nếu mà tầm 900.000 thì chỉ có hàng rẻ này. Đây. Đấy. Bạn có thể mua được hàng nào nó chính hãng hơn hàng này thì bạn có thể là inbox trực tiếp với mình. Đấy. Còn bên công ty của mình thì chỉ có hàng chính hãng này thôi. Đây, còn đây là con này mình đã bóc hộp ra này. Đây, con này là mình lấy mã 9553B. Đấy. 9553B. Máy đây. Bạn xem là hàng 900 của mình đây. Đấy. Xem là có phải là hàng nhái hay không, tem 7 màu Makita 955B. Mã này là mã công tắc đuôi nhá, còn công tắc trượt thì là sẽ là NB. Đấy. Rảnh rỗi thì buổi tối mình quay chia sẻ mọi người thôi. Có tặng kèm lưỡi mài. Đấy, lưỡi mài chính hãng của Makita đây. Đấy nhá, hàng nhái thì không bao giờ có như này đâu. Đối với mã công tắc đuôi này thì nó không có tay cầm mọi người nhé. Còn mã công tắc trượt NB này thì nó có khuyến mãi theo tay cầm. Đấy. Còn lại thì con này nó vẫn có tay mở bình thường, có chắn bảo vệ và tay mở, tay khóa. Đấy. Bên mình thì chương trình thì luôn luôn có ưu đãi cho mọi người. Makita 9553, công tắc trượt hoặc là công tắc đuôi. Trượt thì là mã là NB mà đuôi là mã là B. Đấy, NB này là công tắc trượt này. Đấy, còn B này là công tắc đuôi. Đấy. Bên mình đang bán là 900.000. Giao cho anh em ship toàn quốc. Đấy nhá. Chứ không phải là bán hàng giả hàng nhái gì đâu. Thì bạn hôm trước mà xem mà chưa xem kỹ sản phẩm thì hôm nay có thể là xem lại ở cái clip này mình quay cho mọi người. Đấy, còn con GA6010 này thì bên mình đang giao là mức giá là 1.900.000. Đấy, bạn nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0364769611. Đấy, hoặc là truy cập trực tiếp vào trang fanpage của mình. Đấy là www.facebook.com/điểnmaycaohiếu. Đấy, thì các bạn có được những ưu đãi khi mà mình bán hàng ở trên kênh của mình như này. Còn đối với mua trực tiếp thì chắc chắn là giá nó sẽ cao hơn, chứ không thể là như thế được, bởi vì nó sẽ có một số cái chi phí nó phát sinh hơn. Đấy. Còn máy thì bên mình cam kết là máy chính hãng, chứ không phải bán hàng giả hàng nhái. Đấy, bên mình có đầy đủ rửa xe với cắt sắt nhé. Cắt sắt thì mình có mã 243 này. Giá bên mình là 1.900.000 nhá mọi người nhá. Đấy. Thỉnh thoảng thì bọn mình có chương trình cho anh em thôi. Có nén khí, nhưng những cái hàng to này thì bạn nào có thể qua trực tiếp cửa hàng lấy cũng được. Còn những hàng này thì ship thì tiền ship nó khá là cao. Đấy, thì các bạn có thể cân nhắc. Bên mình có đầy đủ. Đây là những mặt hàng thông dụng mà mình để trưng ở kề thôi. Đấy, thì các bạn có thể xem lại cái máy ấy. Makita này. Quay buổi tối nên ánh sáng nó không được rõ. Con này thì được sản xuất tại Thái Lan mọi người nhé. Đấy, cái mã Makita 9553B, công suất là 710W, đường kính lưỡi 100. Đấy, máy chính hãng, bảo hành 6 tháng nhé. Có tem chống hàng giả 7 màu. Đấy, mọi người có thể xem đó.
Đấy. Ngoài ra thì bên mình có khoan pin, máy bắn vít, máy đục, máy cắt, đủ tất cả. Bạn nào có những nhu cầu mà cần mình tư vấn về những cái mặt hàng nào thì cứ có thể để lại bình luận ở dưới video nhé. Bên mình có Stanley này, có DW nữa. DW thì mình để ở trong kia, không không để ở đây. Máy mài Hugon, Panda, rất là nhiều hãng và nhiều lựa chọn cho mọi người. Còn bên mình hàng chính hãng thì cam kết là chính hãng. Đấy, còn những cái hàng rẻ như kiểu Panda đấy thì mình bảo luôn là nó là những hàng rẻ chứ không phải là giá cao mà bán hàng nó không chất lượng. Đấy thì nếu mà bạn nào có nhu cầu quan tâm thì cứ để lại bình luận ở dưới video hoặc là liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0364769611 hoặc là trực tiếp fanpage của mình là www.facebook.com và chéo điện máy cao hiếu. Ok mọi người nhá, chào mọi người.